khoảng 19 giờ 30 phút tối nay, một đám cháy đã xảy ra tại tầng 25 tòa nhà đang xây dựng MB One Tower, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là dự án xây dựng tòa nhà hạng A, trụ sở của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand làm chủ đầu tư xây dựng. Chỉ ít phút sau khi vụ cháy xảy ra, đội phòng cháy chữa cháy số 2 và trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã điều động 8 xe cứu hỏa đến dập lửa. Đến 21 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Được biết, tòa nhà MB Grand Tower 63 Lê Văn Lương là dự án xây dựng tòa nhà hạng A, trụ sở của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand làm chủ đầu tư xây dựng, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trước đó, vào ngày 17 tháng 4, đoàn công tác của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ Cứu nạn kiểm tra chung cư Golden Field do Công ty Cổ phần Tổng Công ty MBLand làm chủ đầu tư. Công trình mới được thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy với quy mô 30 tầng nổi và 3 tầng hầm, chưa được cấp văn bản xác nhận nghiệm thu. Nhưng chủ đầu tư đã đưa một số hộ dân vào sinh sống, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, mất an toàn. Từ thực tế trên, đoàn kiểm tra khuyến cáo các tổ chức cá nhân, hộ gia đình không vào sinh sống, kinh doanh, làm việc tại công trình, đồng thời đề nghị Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Cổ phần Vigaco không cung cấp điện, nước cho chung cư Golden Field.